Nó sơ qua về bản thân, về yêu sự của mình. Thì mình là một học sinh Lê Hồng Phong. Tuy chỉ có một năm thôi, nhưng chỉ có một năm. Và sau đó thì mình lại sang Singapore học một trường công lập bên đó. Trong khoảng thời gian ở trường Lê Hồng Phong thì mình cũng tham gia cũng không ít các hoạt động liên quan đến đoàn của trường tổ chức, nhưng không nhiều, sự mà nói không nhiều ra lắm. Đến khi sau khi một năm sau đó mình sang Singapore thì mình đã bắt đầu thay đổi, mình đã bắt đầu tích cực tham gia các hoạt động của trường nhiều hơn. Từ đó mình có thể mình nói là mình học được rất nhiều từ cách làm việc, cách tổ chức, cách suy nghĩ của những người đó, của người Singapore. Và sau đó, sau khi tốt nghiệp mình năm vừa rồi thì mình lại về Việt Nam. Mình bắt đầu đi làm việc, kiếm kiếm việc làm thêm. Mình cũng không phải làm mình cũng kiếm những việc làm thêm nhỏ nhặt ban đầu, như là mình làm phục vụ trong quán cà phê, và cũng thỉnh thoảng mình lại đi làm giao hàng cho các cho hệ thống KFC. Rồi thỉnh thoảng mình cũng nghiên cứu về chứng khoán chơi cho vui vậy thôi. Còn thật sự mà nói mình rất là may mắn là mình đã được một người bác giới thiệu mình vào một cái tiệm hiệu thuốc ở ngay trung tâm. Công việc của mình rất đơn giản là chỉ là dịch thuật cho những con người, cho những khách nước ngoài đến mua thuốc, và mình kiểm kê số lượng thuốc, rồi số lượng và ngày hết hạn của thuốc. Nhưng dần dần sau đó thì mình cũng bắt đầu học học được cách bán thuốc từ những người kỹ sĩ, và lâu thỉnh thoảng là khách đông quá mình cũng tham gia vào buôn bán luôn với kỹ sĩ luôn. Cho nên đó là lý do mình chọn ngành này, mình đam mê việc buôn bán thuốc là vì thế. Nói về phần sở thích của mình thì mỗi ngày mình sở thích của mình là mỗi ngày về nhà thay đồ ra và nhìn ngắm hoa, trồng hoa, người nói chăm sóc hoa kia làm vườn đó chưa sở thích của mình. Xong rồi sau đó là mình chạy bộ ngày nào thôi. Ngoài ra mình có sở thích khác đó là đi du lịch, mình rất là đam mê du lịch, mình khát khao mình du lịch. Hè vừa rồi mình ở Đức thì mình đoàn của mình cũng có 4 người tổ chức đi phượt, gọi là đi bụi ở ở Lisbon, ở Portugal, là ở Bồ Đào Nha. Thì mình đi chơi rồi ngủ, thì chúng mình thì cũng đi ngủ ban đêm thì mình không ngủ khách trọ này nọ, mình chỉ ở những ví dụ như cây xăng thì này nọ, cây xăng mình hay với nhau canh chừng này nọ, rất là mạo hiểm và thú vị. Mình rất là may mắn được có cảm giác đó. Ngoài ra mình cũng có niềm đam mê khác đó là chụp hình và được chụp hình. Mình thật mình nói rất là may mắn mình là có một người cậu làm photographer, mình được tiếp xúc với những con người, mình được tiếp xúc với rất là nhiều người mẫu nam và nữ ở bên Đức, nước Đức cũng như nổi tiếng thế giới, mình cũng gặp một số người, và mình cũng đã học được một số rất nhiều từ họ, từ cách suy nghĩ, ăn nói, dáng đi, cách nhìn con mắt rất nhiều. Và đây là một số hình của mình, là đã thấy nó thêm thời gian. Đây là đang ở Singapore, mình bắt đầu cũng giờ tiểu hơn một chút, và đây là hiện tại bây giờ. Nói về cơ cấu ban chấp hành thì theo mình đơn giản thì đó, theo cá nhân suy nghĩ của tôi thì nên chỉ giữ lại những chức vụ như hội trưởng, 2 hội phó và một thư ký kiêm luân khu ủy. Tại vì sao? Đối mình theo mình thấy một năm vừa qua mình thấy những cái chức vụ khác, công việc của họ kiểu như họ đối với tôi nhìn thấy họ cứ như là người những người bù nhìn, họ không có, ngay cả bản thân họ không biết họ chức vụ họ làm gì, trách nhiệm của họ đối với chức vụ của họ. Cho nên đối với tôi suy nghĩ càng đơn giản càng tốt, tức là tôi chỉ muốn giữ lại những cái chức vụ như thế này thôi. Bởi vì ví dụ như theo như mọi người thấy thì họ theo như mọi người thấy thì họ có nhiều hoạt động hơn chúng ta,
họ có khả năng tổ chức những chuyến dã ngoại mà kiểu như ở tại ngay tại nước Hung, bởi vì họ theo tôi nghĩ là họ biết nhiều tiếng Hung hơn chúng ta, nên họ có khả năng tổ chức những chuyến dã ngoại như thế, là tôi muốn hội chúng ta sẽ hoạt động hơn, liên kết với họ và giao lưu học hỏi để học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn đối với họ. Và tiếp theo đó chính là tôi muốn tổ chức nhiều hơn các hoạt động trong tương lai cho hội, ví dụ đơn giản là tổ chức các, ví dụ như là tổ chức các lớp học giới tính chẳng hạn, để giúp mọi người hiểu rõ hơn về giới tính học của mình. Cuối cùng là tôi muốn duy trì các hoạt động truyền thống của hội, thì tôi thấy các hoạt động nó rất là tốt, tôi không có ý kiến gì. Ở 1 năm qua kể từ khi đặt chân đến đây, đặt chân lên đất Hungary, thì hội đã giúp đỡ tôi rất là nhiều thứ, từ công việc học tập cho đến những việc lặt nhặt trong cuộc sống, thì tôi cảm thấy tôi cần phải có trách nhiệm hơn đối với hội. Tôi nhận thấy là trong hội chúng ta có một ngọn lửa rất là nhiệt huyết, và mục đích của tôi đứng đây ứng cử với mọi người là để duy trì cái ngọn lửa ấy và bùng nổ hơn. Tôi tin là tôi có thể làm được, bởi vì đối với tôi suy nghĩ trên đời tất cả mọi thứ đều có lời đáp án của nó, chỉ trừ 2 thứ mà rất là khó nan giải nhất đối với tôi. Thứ nhất đó chính là sức khỏe, thứ hai đó chính là tình yêu. Tôi xin hết, cảm ơn.